Các bác nhá. Xin chào các bác nhá. Tết lại đến với bà con vùng cao nghèo. Đấy. Bây giờ là hôm nay là một nhân vật cũng vô cùng đặc biệt, đó là nhà của Hoa Hồng các bác. Hoa Hồng thì là vợ thì bị bệnh tim các bác. Đấy, hoàn cảnh rất là khó khăn. Các bác cứ mỗi lần mà Phen lên video thì các bác bảo là không biết là hồi hộp là đến nhà nào. Đấy. Hôm trước thì Phen lên trên nhà cu mình này. Đấy. Hôm nay thì đến nhà cu của Hoa Hồng các bác. Đấy, chút nữa thì lên nhà mình là ăn Tết. Mình hôm nay là làm đại tiệc Tết, mời anh Phen Phen. Hôm trước là nhà xù xì. Hả? Ăn Tết nhà trợ lý mình các bác. Tí đi xe máy đường nào ở mình? Đường này có đi được không? Nhà xù này, nhà mình. Nhà Hoa Hồng này thì các bác nhà có một con trai, hai con gái. Đây. Nhà có hoàn cảnh khó khăn lắm các bác. Không biết là ăn Tết chưa? Có gì ăn Tết không? Xin chào nhá. Xin chào nhá. Ôi rồi, đẹp nha. Chào bác chưa? Mấy thế này? Chào rồi. Chào chưa? Chào rồi. Đâu, về đây xem nào. Rửa bát. Lạnh thế nhờ mà quần đùi nè. Xin chào nhá. Chào con nhá. Quét này thì liệu có sạch được không? Có. Đất thì tí nó lại bắn vào. Thế là nó mà sao? Nhà em làm Tết chưa? Chưa. Không có cái gì làm đâu. Không có lợn à? Không, có một con em bé. Thế có mổ không? Không biết. Ờ, vợ ốm là bán hết. Bây giờ không còn à? Còn một con mẹ là có. Nó bảo em bé về đây bác đến tặng quà Tết nào. Lo nó là mà bác giấu tên, bác ấy gửi quà ấy thì còn lại là được hôm qua là 10 suất cuối cùng thì Phen đã trao hết 8 suất rồi, còn 2 suất nữa thì Phen đến để tặng quà gia đình nhá. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Sang năm là làm thì gặp nhiều may mắn, sức khỏe thì tốt hơn. Đây là bánh kẹo này. Đây là túi bánh kẹo nhá. Em bé chắc là thích lắm nhỉ. Đây nữa này. Ui trời, đây. Chắc là xách cái này nặng, có mì tôm các thứ. Xin nha. Ừ. Bác giấu tên. Bác giấu tên. Tên đã có quần áo mới gì chưa? Không. Không, không có à? Không có. Hôm nay em chỉ làm gì thôi, bởi em thì bây giờ đi chiếu về thì không làm được nào. Cái van tim nó bị hẹp đúng không? Hẹp van tim. Thế là đợt vừa rồi đi bệnh viện là cũng có khắc phục được tí nào không? Đỡ hơn không? Có, về nhà thì đi bình thường nữa mà. Dễ thở hơn không? Nó có đi dễ thở. Thì nó đi khỏe hơn. Đi bộ thì khỏe hơn à? Thế Tết này các con thích gì? Hả? Bé nhất hỏi trước đi, con thích gì nào? Thích bánh kẹo. Thế còn con thích gì? Con tên là gì? Duyên. Duyên à? Con thích gì? Hay cho nó nè. Không được nhắc. Thích gì? Dép con đầu. Chín mùa nào. Thế con thích gì? Tết con thích gì nhỉ? Này, bác mừng tuổi nha, từ từ nha. Mừng tuổi cho mỗi người một tờ nha. Đây, chúc con là sang năm là mau ăn. Đấy, hay ăn nha, chồng lớn nha. Đi học thì phải đi mau về sớm sớm học giỏi nha, chưa? Xinh nhưng mà. Đây nữa này. Ôi chết. Nó bị rơi. Đây nha, bác mừng tuổi con nha. Ừ, chúc là sang năm mà phải đi học giỏi biết chưa? Ngoan nha, nghe lời bố mẹ nhá. Phải học thật giỏi biết chưa? Đây nữa này. Này bác mừng tuổi con này.
Đây là những tiền mừng tuổi lì xì đầu tiên đấy nhờ. Chúc năm mới mọi người gia đình vui vẻ nhá. Thế là chưa có rau dưa thịt thà gì à? Chưa có gì? Chưa. Biết đi tìm cái gì về ăn Tết. Thế bây giờ lên nhà mình ăn Tết đi. Đi lên nhà thằng cu mình. Đi, thế đi tất đi. Một tí đang nấu rượu. Nấu rượu à? À, nhiều không? Sắc hết rồi. Giờ là 12 giờ. Nhưng mà nấu rượu để bán à hay như? Ôi giời ơi, hôm nay 27 rồi, 28 rồi, bây giờ mới nấu rượu ăn Tết. Không, ba mẹ nấu nhiều quá. Ừ. Ê, được rồi, anh đi xem đâu, xem nhà cửa vào trong nhà nào. Anh... nhà khó khăn lắm các bác. Đợt trước các bác giúp cho cái giường này tên lại là hoa hồng đấy, phe mà không đến thì có khi chẳng có gì cả nhờ. Ô, sao là mẹ thu hết rồi à? Các con cho mẹ thôi. Ờ rồi. Thế không cho bố à? Để thương mẹ hơn đấy. Để mua gạo nhá. Ừ. Trước các bác giúp cho hai cái giường, bên này một cái, bên kia một cái. Không có một cái gì luôn. Không có. Thế đây là cái gì đây? Rau à? Rau thôi, rau. Rau cải. Đấy, qua đây thì Phen cũng xin được cảm ơn bác giấu tên, bác giúp cho đấy, một chút gọi là quà. Mỗi nhà một chút nhưng mà mang đến niềm vui cho mọi người, động viên tinh thần mọi người là sang năm là sẽ phải cố gắng phấn đấu hơn, bởi vì xã hội vẫn có những người là quan tâm thương đồng bào của chúng ta. Đi, thế anh lên xem nấu rượu nhá, đi lên nhá. Dẫn tất cả ba đứa con lên nhá, ăn Tết cho nhà mình nhá. Đi. Đâu xem là nấu rượu kiểu gì. Ồ, không thử đâu, thử tí say lắm. Đi trẻ con cho nó lên, bảo cả vợ lên trên kia nhá. Mình không có Tết thì mình đi ăn Tết ké nhỉ. Đi nhanh. Cố gắng nha, sang năm phải cố gắng hơn nữa nha. Sức khỏe mình yếu thì mình phải cố gắng. Khuyên bảo trẻ con học. Tính ra em là một người cũng khá là vất vả ấy. Nhưng mà đợt này thì thấy đỡ một chút, đợt trước mặt mũi nó còn xám xịt đi. Đứa, cái gì nhỉ? Bé này tên là gì nhỉ? Duyên. Duyên. Đứa cả ấy. Còn đứa thứ hai? Đứa thứ hai tên là. Tên là gì? Tuyết. Tuyết. Con trai? Con trai không mẹ đâu. Con trai tên là gì? Chính. Chính à? Ừ. Sao nó không đi à? Nó không lên đâu. Sao thế? Nó bảo là nó không biết lên. Nên ăn Tết. Nhà mình hôm nay có chỉ có gà chân vàng với cả thịt béo thôi. Ăn Tết thì các bác. Mình thì có nhưng mà hoa hồng không có đâu. À. Trợ lý mình đi làm cùng một năm. Đấy, mới bán được mấy cân chuột các bác. Đâu? Ôi trời ơi. Uống rượu ngô đây à? Dạ. Bà con là có ngô để chỉ thêm mỗi tí mấy quả men vào là nấu. Được bằng này rồi à? 10 lít rồi. Thế là bây giờ em phải trông à? Vâng. Thế thôi, mình đi thôi. Đi. Chắc là anh đi trước. Đi trước à? Ừ. Thế mấy mẹ con với ở chồng lên sau nhá. Vâng. Tí lên nhá. Vâng. Đi mình à. Thế nhà đây có một thằng em ở đâu rồi? Nó đi chăn trâu rồi. Chỉ biết đi chăn trâu thôi. Vâng. Công việc là chỉ chăn trâu thôi. Vâng. Ở nhà các bác. Đây. Có cái nồi đồ mén mén để đây. Một cái giường, hai cái giường, ba cái giường. Hay đi luôn đi. Đi. Có muốn tài uống gì mà tụa? Bà gì? Mạ tụa là từ từ đi à? Vâng.
Thôi thì anh đi trước nha. Dạ. Tí lên nhá các con nhá. Dạ. Nghe chưa? Tí lên nhá. Ừ. Ừ. Trợ lý mình cho Phen đi đường này có được đấy. Hả? Đó, đi đi, nãy đi. À nhỉ, quên. Vừa nãy đi lên là Phen trở lên. Đi đường kia thì còn được, nhưng đường này hơi khiếp. Vừa mua kẹo cân các bạn. Tết này, chợ Tết là bán toàn kẹo cân. Ngày xưa còn có kẹo cồ bán theo cân các bạn. Phen ngày xưa là Trung Thu là một, Tết là hai, mẹ chỉ mua quẩy thôi. Đấy, mama tổng quản xem video xem lại nhá, ngày xưa toàn cho ăn quẩy thôi. Trung Thu thì quẩy với bưởi. Anh chưa đi đường này bao giờ luôn. Đường này đường ruộng ngô chứ không phải đường đâu. Hả? Đúng rồi, đường là đi lại đường rồi. Cẩn thận đấy, mất Tết. Mẹ mà mất Tết thì sáng lòng các bác mất nhiều. Ai dạ. Cái đoạn xấu quá, phải đi bộ đấy, đi xuyên qua nhà bên này. Chào chị nhá. À vừa dưới Tết, dưới chợ lên nè. Chị đi sắm Tết được gì đây? Khoai tây này, chăn này. Chăn này bao tiền cái này nhỉ? 200 ạ. 200 nghìn à? Khoai tây này. Rau cải này. Cái này là cái đệm. Cái thảm này các bác. Còn đấy cái gì ạ? Quần áo linh tinh. Quần áo linh tinh à? Xong là sang nhà mình ăn Tết chị nhá. Mình bảo chị chưa? Bảo à. Vâng. Nhà đi. Dạ vâng, thôi em sang đây. Dạ vâng. Nhà trợ lý mình tinh phình này. Bể mùa này nó cạn hết nước rồi các bác. Đấy, hoa đào này. Cảm giác Phen thấy cảm giác mà trước Tết ý, thì nó sẽ vui hơn. Đấy, như kiểu 28, 29, 30 ấy. Mọi người là mới từ những nơi xa về gặp nhau ấy, thì là sẽ có cảm giác rất là vui. Đấy, nhưng mà từ mùng qua mùng 2, mùng 3, mùng 4 là bắt đầu là lại thấy hết Tết rồi. Cảm nhận đã hết Tết rồi. Chào nhá. Đấy, đây là ngồi nhà đợt trước là các nhà hảo tâm trên kênh YouTube tặng Phen Phen Vlog. Nhưng mà cơ bản thì là bác... bác mà chồng của cô Hoàng Kim Cúc ấy giúp gạch. Xin chào nhá. Ui, lực lượng đông thế nhỉ. Đấy, với mua kẹo cân này là mới đủ. Xin chào, chào chưa? Chào bác Phen Phen chưa? Hả? Xin chào các bác chưa? Ồ, đội này không được chào bằng anh rồi. Phải chào bằng chú chứ. Ôi giời. Đâu đi. Mặc quần áo này là đẹp nhất, mỗi thằng một cái bờm này. Đấy, một cái, hai cái, ba cái. Xinh gái nhỉ. À, mời các bác vào xem nè. Nhà chợ Lý Minh. Ờ, chào em nhé. Ồ. À, nhà chợ Lý Minh mèn mén này. Đây là thịt. Bây giờ xào luôn đúng không? Ừ. Bình uống nước. Đến đâu chưa em? Dạ. Đến đâu chưa? Em vừa đến. Ừ. Ui cẩn thận cái đít chậu nó bẩn. Thịt này lấy nhà ai thế hả mình? Cũng may là thịt lợn ở trên bản này các bác. Chứ mà lợn ở dưới vùng đồng bằng thì không ăn được. Hả? 85 nghìn cân à? Ủa, nhà kiểu gì chưa gì đã rụng rồi này. Hả? Hả? Dựa dựa vào nó đổ ấy. Xuân xinh gái. Sushi đâu? Bảo triệu tập lên đi.
triệu hồi lên thôi. Xuân là biết mặc quần áo nhỉ, quần thì đỏ choan choát này, áo thì xanh như cây chuối. Em là nhà ở ngoài này đúng không? Vâng. Ừ. Em dâu của đâu nhỉ? Em gái chứ? Chị chị của mình đúng không? Chị của mình. Ừ, chị. Cái gì? Thiến. Thím á? Ừ. Sao gọi là thiến? Thiến của mình. Cái này là cái gì đây? Không biết. Nhà em ăn Tết chưa? Có rồi. Làm hôm nào? Hôm 23. Mình ơi, làm canh đậu em làm đi. Say chưa? 23 à? Hôm nay mổ lợn không? Có. To không? Bé. Được bao nhiêu cân? 50. 50 cân. Ừ. Hôm nay làm được mấy mâm? 3-4 mâm thôi. 3-4 mâm. Nhà mình hôm nay cũng làm, bảo là làm 6 mâm. Ờ. Nhưng mà tình hình là có mỗi một chảo thịt này làm 6 mâm cơm thì hơi khiếp. Ơ xem nào, có mấy con gà rồi? Gà 3 con. Mổ chưa? Mổ 2 con, làm 9 rồi, còn 1 con tiếp. Khác ngày sau thì lại 1 tiếp. À, con đấy để dành à? Mua về phòng. Mua về dự phòng, nhưng mà con đấy nó chết chưa? Không, xong thả vào bên kia rồi. Cái gà chân vàng này nó hay bị chết nhanh, bị chết. Xuân, Xuân này, cây sắn này còn ăn được không? Có nhưng mà già quá, già. Ăn có bị say không? Có đấy, cái này già quá là ăn sợ say đấy. Nhưng mà sắn này sắn cao sản hay là sắn ta? Sắn bé. Ờ. Thôi Xuân, cho anh củ đây đi. Néo vào bếp cho anh tí anh ăn. Cái đấy già quá, phải cái vừa mới trồng được một năm. Ôi đấy, không sao được, chết làm sao được, ăn đi. Lấy. Tí xay xay nó quay quay đúng không? Hả? À? Thấy chị ở bên kia, chị bảo là chị bị say cái sắn này rồi. Say 2 lần á? Ờ, tí cho mình ăn trước. Mình ăn sau. Làm canh tàu chúa. Đấy, đậy vào nhanh chín. Đấy, quần áo chuyển vào trong nhà phơi rồi. Và ngoài kia thì đợi khoảng tầm nửa tháng nó mới khô được. Trong này thì khoảng 3 ngày nhưng mà phơi xong thì mùi toàn khói. Em là có mấy con? 4 con. 4 con, mấy trai mấy gái? Con trai là đứa cuối cùng à? À, đứa này, cố. Đứa này mà con gái thì có đẻ nữa không? Con gái thì chắc cũng phải đẻ thêm. Đấy. Vợ làm sao được quyền quyết định. Có mỗi ông chồng là quyền quyết định. Ở thằng khu mình đi đấy, ấy đâu nhỉ? Lấy đậu đâu nhỉ? Làm canh tàu chúa các bác. Hôm nay ở trên này có nhiều nhà ăn Tết lắm à? Trên kia có một nhà thôi sao? Sao khu mình hôm nay nhiều lắm? Nhiều nhà nhưng mà kiểu mỗi người đi một chỗ rồi nên ít người. Nhà trợ lý mình là ăn là đơn giản nhất các bác. Cực kỳ đơn giản. Đây chắc nồi canh. Đây là nồi nước gì đây? Cái nước canh chua tí bỏ cái đậu cái này. À à. Nước chua các bác. Cho nghe lúa à? Nước mắt cháu nè. Lấy gì đấy? Lấy đi. Cho các bác xem cái máy xay đậu này. Vừa xay đậu vừa xay mèn mén. Trên này nhà nào cũng có một cái như này.
Lấy cái bát con rồi múc nhanh hơn. Lấy cái bát rồi cho anh hả? Bát. Nhưng mà cháy chưa? Nướng sắn giúp cho phèng phèng tí ăn xong xay lè lưỡi rồi các. Củ sắn này không biết chín đâu. Hả? Không biết chín. Không biết chín à? Cái này mà không chín là ăn xay đấy. Bê gần vào không? Cái mặt nào nó sủi này. Nhưng mà chưa cho cái nước chua kia vào. Chưa tí đấy. Bên này chào lực chắc xong nó cũng đóng hay xay không? Bên em, bên em. Chắc nước nó hay ít trẻ sao. Này các bạn ăn cả ngày nha. Ăn cả ngày không hết đâu, 2-3 ngày cơ. Nhìn thế thì tí đồng nơi đấy. Nó đầy lên. Ai dạy em làm món này? Em khá làm thôi mà. Nhưng mà cũng biết đi này lá chua về làm. Cái lá chua này kiểu lái về nấu với cá nó cũng... cũng được ấy, nhưng đang... bọn thằng xù thằng lành có biết làm đâu. Được. Vừa hỏi nó có biết làm đâu. Cho dâu này còn chở lắm. Tí nó bắt đầu nó sủi cái bọt lên. Nhưng mà chưa đổ nước chua vào đâu đúng không? Chưa, tí phải đổ, tí phải bây giờ phải thả dâu cải vào đó. Dâu xanh ấy. Dạ vâng ạ. Được á. Phải chết mà. Dạ. Cho quất tẩu. Quất tẩu này. Mẹ ô bỏ quất nhà mà xứ. Quất tẩu. Quất tẩu là gì? Chỉ tao nhớ nó trong cái má trong cái ok này. Ô, thế tiếng Mông có cả ok à? Ok lại cùng nhau ấy. Tẩu ok đấy. Tẩu cho hợp nhau ấy. Mông à, chú ý chân tao. Tao xe xe mà tao cũng áo ấy. Rau này là mua hay à? Rau này khách trồng. Sáng nay bảo vừa đi hái là hái tí. Hái gạch xỉ. Có nhiều mà. Bao nhiêu là bảo... đỗ kia mà tẩu chúa kia bằng này rau không đủ một tí. Phải bằng là 4 nửa bằng này nó mới đủ. Nó lên gì nọt ta nó có tua. Nhưng mà nhà cô có ai không? Có chứ. Ồ thế các bác. Đấy bây giờ là đi ăn cỗ này là phải đi ăn đổi công. Bây giờ mọi người phải bảo là lên nhà cô này trước thì tí mới xuống. Không tí là nhà mình không có ai. Mọi phèn xin phép các bác cho đi ăn Tết trên này trước. Lực lượng đông phết, vợ xù xì đi nhanh lên. Ăn hết sắn của anh rồi à? Ôi giời. Ôi giời. Cắn cái đầu vứt đi. Nhưng mà ăn sắn vẫn là ngon nhất. Ngày xưa các bác, các cụ ăn sắn nhiều. Chỉ thích ăn thịt thôi. Bây giờ tầng lớp của Phèng Phèng là có thịt nhiều ăn. Thích ăn sắn. Nhà, nhà bà ở đâu? Đây bà cơ mà, bà cơ mà. Nhà dưới kia. Nhà bà là, nhà bà có một ông chăn trâu đấy à? Phải ông chăn trâu không? À dạ vâng. Đi bà. Nó chia. Đi ôi đây. Ôi giời đây. Ôi giời. Bà. Đi chân đất. Ôi giời. Cười. Bà được chén rượu nào chưa? Hả? Không ai mời uống à? Dạ vâng. Đâu nhà chị đâu? Sao không có ai à? Chào nhá. Ôi không vào à mấy đứa? Quả này là quả trứng gà. Đi.
Vào thôi. Quả trứng gà hả? Dạ vâng. Xuân, vào đi. Không, tí họ không vào nhà mình đâu. Ô, chào các ông nhá. Rồi, chào nhá. Chào nhá. Ôi dồi ôi, lâu lắm rồi không gặp. Mọi người ngồi lâu chưa? Mấy người đây để anh vào đây. Hôm nay có món gì đây ạ? À? Cái món gì? Chuột à? Dạ? Hả? À, mộc nhĩ, mộc nhĩ, mộc nhĩ. Tưởng chuột. Xinh rồi, xinh. Không có chuột à? Đây. Gà này, đây là món thịt treo này à? Vâng, thịt lườn treo. Dạ vâng. Bên này còn một mâm nữa. À, cũng phải 7 mâm nữa. Dạ. Nhà anh hôm nay có mổ lợn, mổ liếc gì không? Hay mổ từ hôm trước rồi? Mổ từ hôm trước ạ. Dạ, hôm nay là lại làm lại à? Vâng, bây giờ là làm Tết 30 luôn. Cũng như là tổ tiên. À, làm Tết 30 luôn ạ? À, Tết 30. Em tưởng là tối 30 mới làm chứ nhỉ? Không ạ, ngày nào cũng được không ạ? Ngày nào cũng được không ạ? Tùy năm, có mình xem ngày nào nó năm nào nó phù hợp vào ngày nào thì làm ngày đấy. Có năm thì Tết 30, năm thì 29. Ừ. Ô thằng cu lành nó cũng trốn lên đây từ lúc nào ấy. Sinh nó sắp, à thằng cu mình nó sắp kiện mày ấy. Lên đây xong là không xuống. Ờ xong ở đây mới xuống à? Đi ăn Tết chạy sâu. Ờ thế là vẫn chưa ai đúng không? Mới bắt đầu vào ngồi đúng không? Vâng. Ui nhưng mà quả canh xương này đấy, thịt mỡ. Nhưng mà cái này món này ngon này các bạn. Cái này treo đâu chợ thịt này? Treo được chục ngày. Chục ngày à? Thế là mình là thắp hương là cả cuốc xẻng à? Dao à? Đây. Em tưởng là đêm giao thừa 30 mới mọi người mới bắt đầu là thắp hương chứ nhỉ? Như này thì là cái đêm 30 anh có thắp hương nữa không? Có chứ. Bây giờ phải thắp là đến nào mùng 3, mùng 2, mùng 3, mùng 3 đấy. À ngày nào cũng phải cắm hương đúng không? Vâng. Cho nó ấm cúng. À vâng. Dạ. Ai à, sushi. Lên đây em ơi. Có khi ăn xong ở đây khỏi xuống nhà mình. Hay gọi nó lên đây đỡ phải xuống nhà ấy nhỉ? Người nó lên đây. Lúc nay người nó rồi. Nghe chịu tăng dâu à? Xuân này, hay gọi mình lên đây đi. Một mình nó dưới đấy, bây giờ ăn ở đây xong rồi lại đi xuống đấy lâu lắm. Nhà nó thì cũng có mỗi thịt xào thôi mà, bảo lên đây. Anh gọi lên đây xong. Bảo thôi ăn Tết ở đây luôn đi. Có đầy đủ mọi người rồi, nhà xù, nhà lành, nhà sinh rồi. Vâng, đầy đủ. Mình nữa là đủ rồi. Dạ. Nhưng gà này là gà xịn ở trên này hay gà ấy đấy? Gà mình đấy. Còn đâu mình bảo là để thôi để chiều nhà mình ăn. À, cụ mình ạ. Dạ vâng, em mời nhá. Chúc mừng năm mới anh nhá. Anh ơi. Vâng. Chúc mừng năm mới nhá. Sushi. Chúc mừng năm mới nhá. Sinh. Chẳng có gì. Dạ. Tết này chẳng có gì. Anh em tất cả. Mời nhá. Tất cả nước cắt đi. Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng, em mời nhá. Mời ông nhá, mời các bác nhá. Mời ông nhá. Vâng. Mời các bác ăn Tết với phèng phèng ở trên bản nhá. Dạ thôi em đi xuống dưới nhà xem cu mình nó làm gì. Đợi nó lên, tưởng nó lên nhưng không thấy. Em mời nhá, cảm ơn mọi người nhá. Anh xuống trước nhá. Thôi em đi xuống trước đây. Anh. Cảm ơn anh nhá. Chúc anh ăn Tết vui vẻ nhá. Chào mấy mọi người nhá. Anh xuống trước nhá. Ông ơi, tí xuống nhà mình nhá, cháu xuống trước đây. Mấy anh em chào mấy anh em nhá. Chào sếp. Ôi giời ơi, ông cháu ơi. Thôi, 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 thôi.
Ai ở ngoài này bốn mâm à? Xuống đi. Dạ. Nhưng mà ở đây có cái món rau ấy, rau và ngon. Dạ. Không, cháu không uống. Cháu uống rượu không đái ô tô. Rau má này ngon lắm. Rồi. Rau má. Vâng. Thôi cả mọi người ngồi sau nhá. Cháu đi xuống ra nhà cô mình trước em. Vâng, chào nhá mọi người nhá. Vâng. Đang xuống xem em mình nhá. Chắc nhà mình nó phải làm cơm chắc phải 2 giờ chiều mới xong các bác. Mọi người mới dồn từ trên này xuống. Kiểu đổi ca, đổi kíp các bác. Là ở đây là cứ phải ăn từ nhà này đấy, xong ăn sang nhà kia, xong lại từ nhà kia sang nhà này, mỗi nhà phải sang một tí. Nhưng có thể phải ăn xuống xin phép các bác à. Cho chỗ nhà em mình thì thôi xin phép. Sáng bảo lên ăn Tết nhà cu mình nhưng mà tình hình này chắc là không ổn rồi. Bởi vì phèn còn phải đi thêm một số nhà nữa cơ. Nên nhà các em ở trên cái khu vực bên trên xã mình, bên trên tít trên kìa. Đấy. Ôi đông lắm. Có khi tình hình anh thôi xin phép thôi. Chào mấy anh em nhá. Ai à, đã thi đấu rồi à? Thế này hơi buồn. Ở trên kia đông vui lắm. Đông vui lắm. Ừ. Vâng. Rau... xào với cái tiết thế này. Xào với tiết á? Với cái lồng gà. Lồng gà. Ừ. Nhưng mà có khi anh xin phép anh đi thôi. Cơm đã. Thôi anh vừa ăn ở trên kia rồi, bây giờ 2 giờ rồi, bây giờ mà đợi thì lâu lắm. Đợi mọi người xuống. Xào cái này là ăn thôi. Còn anh em trên kia chưa không xuống à? Chắc nó xuống được mấy mình thì ăn mấy mình trước. Nha. Anh nghĩ là còn lâu rồi mới xuống. Bây giờ đợi mấy anh em kia bây giờ phải tầm tiếng nữa mới xuống được. Thế thì sao cái này không làm bài một hai mân mình ăn trước. Anh ăn rồi. Thôi có khi thôi để dịp sau đi, anh không ăn nữa đâu. Anh xuống trước. Bây giờ bài luôn mân mình ăn trước đi. Ờ thế ừ thế. Thế đây có mấy người ngồi ăn chơi một tí cho vui vui không lại bảo là lên nhà em lại không ăn cơm. Cần ăn đổ mất. Vào đây anh ơi. Yeah. Này, lực lượng ở dưới này rất mỏng các bác. Tí nữa. Hả? Tí cái đàn ở trên kia xuống nó mới đông. Ôi đợi đội đấy xuống bây giờ còn đâu. Lại không xuống nữa đâu. Ảnh lâu rồi nè. Rớt phải lắm. Trẻ rớt cho người già. Phải làm nhanh anh. Em đi, con em này. Bố một tẩy ra là ảnh mặc cho nó. Rồi đây cái. Bố là có già. Có cái ốc cái gì là. Dạ. Khi hồng à. Khi hồng ra. Bố là rõ ràng. Bố là rõ ràng. Thì có phải là đùn cho là màu đỏ này. Có thể là màu đỏ có cho nó. Thôi chứ à. Dạ. Cho nó là dòng chỉ như là thích gì. Bố sẽ. Cô trẻ. Đành xin. Như là dị bãi như thả tay sẹt chở chạy dù cho hay không. Bà phát trả cho này. Cho anh mượn cái muôi anh thử canh đậu của em xem là công thức nấu kiểu áp mình như tình hình như là dạ dạ khó dạ vâng nó không đông được dạ vâng nấu thì nấu giống nấu trà sữa giống như trà sữa thôi phải mời các bác nhá giống như trà sữa thật đấy cũng được giống như là trà sữa thì không anh không ăn anh ăn rồi anh ăn thịt đi rồi không chúc mừng năm mới nhá vâng vâng chúc mừng năm mới nhá vâng ạ vâng anh em cảm ơn nhá đây vâng cảm ơn các bác các chú nhá cảm ơn em nhá video của dạ vâng
video của Phèm Phèm hôm nay lên ăn Tết nhà em mình. Bây giờ qua nhà hoa hồng tí, đến đây cũng xin được kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phèm. Nhân dịp sắp Tết rồi, chúc các bác khán giả xem video của Phèm thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp các bác ở video tiếp theo trên kênh của Phèm.